tất cả các bạn. Chào quý khách hàng. Thì mình đang chào bán chiếc Bai CX55 SUV hàng nhập khẩu tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là bản 2020. Hiện tại bên mình đang có 5 màu. Giao ngay: màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh tím và màu bạc. Đây là phiên bản 2020 các bạn nhé. Động cơ của Bai CX55, động cơ 1.5 turbo, động cơ 1.5 turbo, sử dụng hộp số là CVT, hộp số của Bỉ. Động cơ turbo của X55 này cho mình mã lực là 150, mô men xoắn là 210 Nm. Vì động cơ turbo thì cho mình cái mã lực nó mạnh được. Như chiếc Xpander là có 100 mấy thôi, tại vì Xpander là không turbo. Chiếc X55 này rất là khỏe. Với chế độ bảo hành bên mình là bảo hành 35 hoặc 10.000 km tùy điều kiện đến trước, thành ra các bạn hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe trắng này là bên mình cũng đã bán rồi, đang chuẩn bị để giao cho khách hàng. Bai CX55 này thiết kế đèn LED. Trọng lượng thô của Bai CX55 là 1 tấn 430. Buồng bơm 18 inch các bạn này. Buồng bơm 18 inch. Hệ thống phanh của X55 này là hệ thống phanh của Bốc của Đức 9.1. Phía trước nó có 2 cảm biến. Parking sensor các bạn, 2 cảm biến. Đằng sau là cũng có 2 cảm biến. Đèn hậu là đèn LED 3 trận các bạn. Đèn hậu sử dụng đèn LED 3 trận. Nguyên khối. Các bạn có 3 parking sensor, 3 cảm biến. Các bạn nhìn nội thất của chiếc Bai CX55 này rất là sang trọng. Các bạn nhìn ở trên phần gương thì đều là sử dụng điện hết rồi. Khóa tổng ô tô, mở tổng. Gương cập điện các bạn nhé. Gương cập điện. Gặp lại các bạn.
về chế độ an toàn của 3C X55 này thì với tầm tiền này thì hầu như là rất ít có được chiếc xe nào có ốp sợ có về chế độ an toàn như chiếc 3C X55 bản 2020. Có cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Hỗ trợ lực phanh ABS. Phanh tay điện tử. Hộp số này là hộp số cổ bì. Với màn hình là 9 inch các bạn nhé. Màn hình 9 inch và có tích hợp sẵn là camera báo lùi. Camera lùi các bạn này. Và hiện là đang là tiếng Anh. Như các bạn biết trên màn hình tablo cũng hiển thị rất nhiều những thông tin trên vô lăng. Đặc biệt chiếc xe 3CX55 này có chế độ tự động cruise control, chế độ lái tự động. Trên vô lăng thì tích hợp có cả đèn thoại rảnh tay, rồi to nhỏ, lách bài. Vì 3C này là có 12% cổ phần của Mercedes, thành ra những cái thiết kế hao hao giống Mercedes. Thiết kế của những cái nút điều hòa này nó giống ống bô của Boeing máy bay phản lực. Chìa khóa thông minh. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Một lát nữa thì mình sẽ quay về phía đằng dưới hàng ghế thứ hai. Đặc biệt là chiếc xe này thì có điều hòa hai vùng rất là rộng rãi. Xe vừa về nha, bên mình cũng chưa dọn, tí nó sẽ dọn sạch sẽ để giao cho khách. Đây điều hòa hai vùng các bạn này, bên mình đang tặng dán kính 3M và thảm 5D. Điều hòa các bạn ạ. Đây là ổ xe. Đấy, ổ xe. Chiếc xe này của khách hàng, thành ra bên mình cũng đã dán kính và tặng thảm 5D cho khách hàng rồi. Các bạn nhìn thấy đây là treo sau này, giống treo đa điểm. Đây là hàng ghế phụ. Hốc để đồ các bạn này, đây cũng là hốc để đồ. Tốt.
chống ồn NVH có trên X5 các bạn nhé. Độ ồn đo được có 58 dB thôi. Độ ồn rất tốt luôn các bạn ạ. Mời các bạn qua 127/24 cho các bạn lấy được số điện thoại ở dưới. Để mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Hiện tại bên mình có 5 màu các bạn nhé. Chi tiết động cơ các bạn. Chi tiết động cơ 1.5 turbo. Mã lực 150 210 Nm. Bốc. Bốc. Đạt được hơi cứng điện là bốc. Phanh 9.1. Chi tiết độ chống ồn. Hơi lỏng, anh em mình chưa lạnh được. Lái rất là êm. Động cơ 1.5 turbo. Các bạn qua chạy thử địa chỉ 127 Nguyễn Văn Cừ. Độ ồn rất là tốt. Có ga tự động của Dual Control. Hệ thống có cả chống trơn trượt các bạn này. Chống trơn trượt. Hướng điện.
chạy lên các bạn. Thương hiệu 3C này, thương hiệu của tập đoàn Bắc Kinh nha các bạn, yên tâm. Xe được bảo hành 35 hoặc là 10 vạn các bạn nhé, 10.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Động cơ turbo cho mình mã lực mạnh 150. Moment xoắn 210. Hộp số CVT rất là mượt. Bạn qua chạy thử 127 Nguyễn Văn Cừ. Xin chân thành cảm ơn.